Quả quạng cũng đang gây nhiều lo lắng tại Hà Nội khi chỉ trong chưa đầy nửa tháng qua, thành phố này liên tục xảy ra những vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về cả người và tài sản. Và trong số các vụ cháy đã xảy ra thì có những trường hợp nằm trong các ngõ ngách sâu, gây không ít khó khăn cho công tác cứu hộ và chữa cháy. Đây là vấn đề cần phải được chú trọng và có các giải pháp để ứng phó khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra. Ngõ vào hẹp, xe máy hay người đi bộ ngược chiều cũng khó để luồn lách qua nhau. Việc di chuyển không được thuận tiện. Điều này khiến cho người dân lo lắng vì xe cứu hỏa mini cũng khó tiếp cận nếu không may xảy ra cháy. Trong ngõ nhỏ như này thì mà xe cứu hộ không vào đến kịp thời, nếu không có những cái phòng cháy chữa cháy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mình và những người xung quanh. Để kịp thời chữa cháy từ sớm khi có sự cố xảy ra, thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và các điểm chữa cháy công cộng. Tuy nhiên, những mô hình này chỉ có tác dụng với những điểm cháy nhỏ và được phát hiện sớm. Để kịp thời chữa cháy những điểm cháy lớn, thành phố cũng đang thí điểm mô hình họng cấp nước vách tường. Hệ thống này bao gồm hàng chục họng nước và tủ dội lăn được liên kết với nhau, đặt rải rác trong các ngõ ngách. Trong 5 phút đầu tiên là những cái phút vàng để xử lý các đám cháy và để cứu nạn, cứu hộ. Thì đối với các lực lượng phòng cháy như đội dân phòng, rồi các tổ dân phố, rồi các tổ liên gia dễ dàng sử dụng và vận hành cái hệ thống cấp nước này qua hệ thống máy bơm, rồi các hệ thống cấp nước cũng như là các hốc, vòi, lăng trực tiếp tại các ngõ ngách. Khi có cháy, nước sẽ được hút từ các bể ngầm trong khu dân cư thông qua máy bơm điện. Người dân có thể xử lý các đám cháy trên cao hoặc ở khoảng cách xa mà không phải tiếp cận. Bên cạnh các họng nước cố định, khu dân cư còn trang bị các máy bơm cơ động, có thể hút trực tiếp từ bể nước của các hộ dân lân cận nơi xảy ra cháy. Toàn bộ hệ thống cấp nước, trang thiết bị đều được người dân tự nguyện đóng góp kinh phí. Chúng tôi đã lên một cái quy trình để hướng dẫn cho cái lực lượng phòng cháy của Ủy ban nhân phường về cái việc là bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng trang bị phương tiện. Đã hướng dẫn Ủy ban phường xây dựng cái phương án chữa cháy khi mà sử dụng các họng nước chữa cháy này. Và nữa là đã hướng dẫn cho cái lực lượng phòng cháy của Ủy ban nhân dân phường và lực lượng của các tổ dân phố sử dụng thành thạo các cái điểm chữa cháy được trang cấp ở trong các cái ngõ sâu, các cái hẻm sâu. Không chỉ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được hưởng lợi từ mô hình này. Khi cháy trong ngõ sâu, lực lượng chức năng có thể đấu nối trực tiếp dòi từ xe chữa cháy vào các họng tiếp nước được đặt ở đầu các con ngõ, thay vì phải kéo hàng trăm mét dòi từ đường lớn như thông thường. Điều này giúp cho việc chữa cháy được nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.